Rồi mình đặt bột xa ra một xíu này, ôm bột vào này. Nhẹ nhàng thế ạ. Rồi tháp nhẹ và mình đè nhẹ ở cái phần khóe móng này, thật là nhẹ thôi. Đó, ôm hai cái bên này vào, nhớ nhá, ôm hai cái bên này vào. Rồi ra đây mình sẽ vuốt xuống, hình như cục bột này nó hơi bị khô vì mình lấy nó ít nước quá nên là nó hơi khô này. Đấy, mùa hè mà nó hơi có nóng nên là anh chị nhanh tay một xíu. Đó, cục này nó hơi có khô. Rồi sang cục thứ hai thì anh chị yên tâm một điều rằng là mình sẽ lấy nó đầy đủ hơn. Và mình sẽ đắp nó nhanh tay hơn nhé. Rồi chúc tay xuống đè nhẹ thôi. Khi mình đã chỉnh được cái khóe rồi thì mình thôi, mình không có sử dụng gì đến nó nữa. Và mình sẽ chăm sóc cái phần dưới này đi, để làm sao để cho nó không bị khô mà không bị nhanh quá, đúng không? Thì mình cứ nhẹ nhàng thôi. Rồi khi bột của mình nó đã xe rồi thì bắt đầu mình mới quay lại mình chỉnh lại cái phần khóe móng này, để làm sao cho nó thật là bám và nó mỏng. Đó, xong ra ngoài này mình vuốt thì là nó vừa đủ bột. Nó vừa đủ bột. Rồi anh cùng dùng cọ size này là size 14. Đó, cục này các em lại lấy nó hơi có to nhé. Rồi nhẹ nhàng thôi, mình cứ đè nhẹ để cho cái phần khóe móng này cho nó tròn và mỏng đi đã. Rồi vuốt xuống vuốt xuống hai cái bên này, nhớ là chăm sóc hai cái bên này, nó phải lúc nào cũng phải có bột nhá. Bột nó xe rồi bắt đầu mình mới đè từ trên này xuống dưới này. Nhẹ nhàng thôi ạ. Rồi mình chỉnh lại cái chỗ này đi, khóe móng này một chút xíu thôi. Đó, hello anh chị em. Đó, nhẹ nhàng thôi ạ, đè nhẹ cái phần khóe móng này sao cho nó thật là mỏng thôi nhé anh chị nhớ nhá, nhẹ nhàng thôi cho nó thật là mỏng thôi. Đó, nhẹ nhàng thật là mỏng thôi ạ. Đó, vuốt xuống cũng nhẹ nhàng thôi. Đắp những cái màu đậm này anh chị nhớ đừng để cho nó bị nem quá nhé, nhìn nó sẽ bẩn nhé. Nên là mình sẽ đắp nó gọn gàng nhẹ nhàng vậy, vuốt ôm hai cái bên này vào cho nó vào cái xếp của mình, tí nó mình rũa cho nó nhàn. Đó, mà mình chịu khó mình vuốt cái bề mặt một xíu, màu rất là đẹp luôn ạ. Anh chị em có thể lên trên website ordercmsupply.com hoặc là đến các supply gần nhất của CM nhé. Những cái tông màu này mùa hè thì rất là thích luôn đấy. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng chăm sóc hai cái bên này gọn vào. Anh chị luôn nhớ rằng là hai cái bên này mình càng ôm gọn vào bao nhiêu ấy thì tí nữa mình rũa nó càng nhàn bấy nhiêu. Nhớ là nghiêng tay hai cái bên này đều nhé, để làm sao mình nhìn được hai cái bên hông này, làm sao để cho nó không bị phình. Đó, có anh chị nào đắp những cái màu đậm mà khó khó mình sẽ rũa nó nhàn hơn ạ. Gọt nó đi một xíu để cho nó không bị cụp chứ, tại vì móng tay khách bao giờ mọc ra nó cũng rất là cụp nên là mình cố gắng mình gọt mất cái đầu này đi một xíu.
còn làm móng mới thì nó sẽ nhàn hơn, móng mới thì mình không phải vọt đâu. Bọn em đi làm gì được đắp bồn này, tại sao không được đắp nhỉ? Anh chị chỉ cần làm sao mà giúp cho tiệm của anh chị, giúp cho chủ kiếm được tiền nhanh hơn thì tội gì. Chỉ có là nhiều khi anh chị chủ ấy, nói ra thì cũng chả phải là tiết kiệm đâu, tại vì giá thành thì nó cũng như nhau thôi, tại vì giá thành nhiều khi nó rẻ hơn ấy. Nhưng mà nó tiết kiệm thời gian cho thợ làm. Nhưng mà anh chị chủ thì không chịu thay đổi thôi, chỉ là không có thay đổi thôi. Chứ còn đi làm thì ai cũng như đi làm thôi, mình cũng đi làm mà. Quan trọng là chủ của các bạn biết cái lợi thế thì sẽ giúp cho anh chị thợ, anh chị em thợ thì đỡ bị mất công quá, đúng không? Và sẽ giúp cho anh chị em thợ làm nó tiết kiệm hơn, nhanh hơn, và giúp ích cho làm sao cho khách hàng của mình nó đáp ứng được nhiều yêu cầu. À, anh chị chủ sợ phá bột màu đúng không? Thì chỉ là anh chị chưa tìm được đúng các cái loại đầu phá chuyên dụng để cho dành cho bột thôi. Những cái đầu phá bột ấy, thì nó rất là khó tìm ở trên thị trường. Còn anh chị em nào mà chưa có thì có thể nhắn tin vào Facebook cho mình, mình chấp tất cả các loại phá luôn, tất cả các bột màu luôn. Thì làm sao mà anh chị em thấy mình là chỉ có đắp bột màu đúng không, mà tiệm mình chuyên làm bột, tiệm mình là chuyên bột luôn, 100% mình làm bột màu hết. Một năm mình chỉ có sơn màu có 2-3 lần thôi, đấy là quá đáng lắm rồi. Nhưng mà đến lúc phá thì nó chỉ mất khoảng tầm 5 phút đấy, 5-6 phút thôi để mình phá sạch một bộ móng thôi. Nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ là cái đồ dùng của anh chị nó chưa được hợp lý thôi ạ. Mà anh chị mà chưa có các đồ đấy thì có thể nhắn tin Facebook cho em. Phá của em thì chỉ có phá bột màu thôi, chứ em không có phá sơn màu, tại vì phá sơn màu thì nó sợ nó nhanh quá. Mọi người lại nghĩ nó là tua, đúng không? Còn phá sơn màu thì phá nào chả phá được. Đúng rồi. Toàn bảo khách ắp làm mới. À ha, không. Nói chung là mỗi người một cái này khó nói lắm. Thì là anh chị em nào mà chưa dùng thử rồi ấy, thì chưa biết cái độ của nó khác nhau ở đâu. Cái gì mình làm ấy, mình sẽ chia sẻ nó thật. Nhưng còn để mà phá sơn màu hoặc là phá kê ấy, thì hoặc là phá bình thường thì nó phá nào cũng phá được thôi. Phá mình chỉ là hạt cát thôi mà, chỉ bình thường thôi. Nhớ nhá anh chị em chạy nhịn này, khi mình tách nhẹ chỗ này lên này, nhớ đi nhị số thật là vừa đủ thôi. Như em thì em luôn luôn chia sẻ là em đi số 2,5 thôi, nhưng khi đi nhịn thì em rất là lướt trên cái bề mặt này, thật là lướt thôi chứ em không có tì, anh chị thấy không? Mình đi bột màu nhưng mà mình không bị làm mất cái chân đó. Và cái bề mặt này này, mình đi này, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi ạ. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, xong nhẹ nhàng vậy ạ. Đi càng lướt càng nhẹ nhàng thì chân móng của mình nó sẽ càng đẹp. Nhẹ nhàng vậy ạ. Riêng đi chân móng khóe, bột màu đậm hay màu nhạt nó đều giống nhau hết, không khác một tí gì ạ. Có nhiều anh chị là phân biệt đúng không? Làm sao mình đi bột màu nó hay mất chân, và mình đi bột kia nó không mất. Đấy là do cái lực tay của anh chị nó chưa có đều thôi. Tại vì lực tay của anh chị không bao giờ dám thử như thế này, hoặc thử vào cái khóe tay này của anh chị này. Đó, anh chị cứ cào thử vào khóe tay này của anh chị cho biết lực tay của mình nó có mạnh hay nhẹ nhé.
Cái này em xui thật đấy, không có xui dại đâu. Em không biết là mọi người chạy như thế nào, nhưng mà với cái kinh nghiệm và với cái những cái gì em làm ấy, nó đúng như vậy thì em sẽ chia sẻ nó đúng như thế, cũng chẳng có dấu gì cả. Thì quan trọng nhất làm sao mà khi chạy nhịn là mình phải kiểm soát được lực tay của mình. Không an toàn nhưng mà khi chạy ấy, mình kiểm soát được lực của mình thì nó rất là an toàn. Đó cũng là cái cách mà làm sao mà mình biết được lực tay của mình. Thì trên này nhiều khi là mình không có suy dại anh chị đâu, chỉ là anh chị không dám thử thôi. Còn những cái mịn mà an toàn ấy, bo đầu ấy, an toàn thì rồi, top quát của CM thì cực kỳ bóng nhá. Cực kỳ bóng luôn anh chị nhá. Đúng không? Gọi là màu gọi là 9,5 luôn. Cực kỳ bóng luôn. Một trong những cái xếp mà. Rồi em chào mọi người ạ.